Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời câu hỏi rất nhiều bạn hỏi mình, đấy là cô ơi, cô làm thế nào để đánh tiếng Anh, làm thế nào để nhìn thấy mặt chữ và có thể đọc được cái từ đó. Thì muốn nói một chút là cái sự khác biệt giữa tiếng Anh với tiếng Việt. Tiếng Việt của chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào cái từ này thì chúng ta sẽ đọc là gì ạ? A ngờ an, sờ an sang. Hay là trong cái từ như là từ cát chẳng hạn thì a tờ ác nó cũng là chữ A. Nhưng trong tiếng Anh nó lại khác, cùng cái chữ A đấy trong tiếng Anh ấy. Thì ví dụ trong từ man hay là man theo kiểu của Mỹ thì nó là âm a, right? Nó là a, an, man. Nhưng mà khi mà các bạn đi vào cái từ này thì nó đọc thành gì ạ? Nó không phải là can mà nó lại thành là gì? Là cane, từ cái gậy. À, nó thành âm a, cane. Hay là cùng cái từ, cái chữ a đó nhưng mà nó đi vào một cái từ khác đi. Ví dụ trong từ bố thì nó lại không phải là father mà nó lại thành là gì ạ? Nó là âm o hạ hàm, nó lại là far. Father, nó chuyển thành một cái âm rất là khác. Thế nên á, là người ta mới nói rằng là tiếng Anh nó không giống với tiếng Việt. Trở lại câu hỏi các bạn là tiếng Anh có đánh vần không? Và quy tắc đơn giản như là những quy tắc phonics mà các bạn bé các bạn học đâu có khoảng hơn chục quy tắc phonics chẳng hạn, thì nó rất là dễ để mà chúng ta có các giúp em bé có thể nhìn vào cái từ đơn âm có thể đoán được cách đọc. Nhưng bao giờ các quy tắc cũng sẽ có ngoại lệ. Mình lấy một ví dụ nhỏ nhỏ nhé. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy là cái chữ này, cái từ lúc nãy mình nói đó là từ cane, thì khi mình nhìn thấy chữ e ở cuối thì cái chữ e nó không bao giờ được phát âm và nó sẽ đọc cái nguyên âm giống như cái chữ a đấy ở trong bảng phiên âm letter alphabet ấy, là mình sẽ đọc thành âm a và chữ e không đọc là mình đọc thành là cane. Đấy là cái thứ nhất. Thế nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái từ này, nếu mà các bạn ứng dụng đúng với quy tắc đó thì các bạn sẽ không đọc là gone, phải không ạ? Và các bạn sẽ đọc là o chuyển về âm o giống như trong bảng alphabet chữ cái á, thì mình sẽ đọc là âm o là gone, không phải tôi đọc là gone. Đó. Thì nó chính là cái phần ngoại lệ. Và nguyên tắc nào trong tiếng Anh cũng sẽ có ngoại lệ. Trong cái khóa học phát âm của Moon ấy, thì mình có dạy các bạn gì về nguyên tắc trọng âm. Một cái phần rất nhỏ trong phần nguyên tắc ấy. Mà các bạn ấy đã cảm thấy bấn loạn luôn. Cảm giác nó rất là khó để nhớ. Và mình lại kể với các bạn cái câu chuyện ngày xưa là làm thế nào để mình đạt điểm tuyệt đối trong phần thi tiếng Anh. Ngày xưa thi đại học thì bao giờ cũng giống như bây giờ thôi, chúng ta đều có một cái phần gọi là phần đánh dấu trọng âm, xem là trọng âm của từ nào khác với những từ còn lại và làm thế nào đấy để mình đạt được điểm tối đa trong cái phần thi này. Thì mình trả lời các bạn là cái cách học của mình rất là đơn giản thôi. Thời đó thì thầy giáo dạy đại học của mình, thầy cũng không bắt là các em ơi các em phải học quy tắc trọng âm đâu, mà ngày xưa là mỗi khi chúng mình học xong ấy là thầy thường sẽ có một cái tờ giấy rất là dài, thầy tự viết tay ra những cái từ mà thầy lấy ở trong sách giáo trình của lớp 10, lớp 11, lớp 12, và sau đó là thầy bắt bọn mình đọc. Thầy sẽ đọc mẫu, ví dụ thầy đọc là obvious, xong rồi thầy vào đấy trong âm ở đây nhá, đọc đi. Và chúng mình đọc theo, cả lớp đọc theo và ngày nào chúng mình cũng sẽ ôn lượng từ, nó hầu như là trong vòng một năm trời là chúng mình sẽ học tất tần tật tất cả những cái từ mà nó có trong cái bảng chữ, nó có trong cái phần sách giáo khoa của những năm lớp cấp 3. Thì mình sau đó thì mình sau mình thi đại học thì mình thấy rất là dễ để mình có thể tự mình xác định được xem là trọng âm của từ nào khác với từ còn lại. Không phải là bởi vì mình nhớ quy tắc hay là nhớ đuôi hay cái gì hết, mà chỉ bởi vì mình đã đọc những cái từ đấy rất là quen, mình nghe rất là nhiều lần, nghe thầy đọc và mình tự đọc, nên là mình cứ thấy là mình đánh dấu trọng âm rất là chính xác. Thì đấy theo mình ấy là cái cách học mà nó tốt hơn rất là nhiều. Thì lý do là vì sao? Bởi vì thực ra bản chất của phát âm nó đến từ đôi tai. Nếu các bạn tự nghĩ lại đi, là nếu bây giờ các bạn định học đánh vần như thế, có nghĩa là các bạn muốn là gì? Tôi nhìn thấy một cái phiên văn bản và tôi có thể đọc to được cái văn bản đấy lên. Nhưng để làm gì? Mục đích của tiếng Anh có phải để đọc to không? Không. Tại sao trẻ con bản xứ lại phải học đọc to? Đấy là bởi vì các bạn đọc hiểu. Đọc to giống như trẻ con Việt Nam á, khi mà các bạn học đọc to lên ấy, là các bạn sẽ tự các bạn cắt nghĩa được một cái văn bản. Các bạn có hiểu không? Tức là các bạn còn đang mới tập đọc, các bạn chưa biết chữ, các bạn phải đọc to lên và các bạn đã nắm được cái ngữ nghĩa của nó rồi. Con nhà mình đi học tiếng Việt chẳng hạn, đúng không? Sinh ra là người Việt Nam đi học tiếng Việt thì bạn ấy đã nắm được rất rõ trước khi đi học đọc, là bạn ấy đã biết được là mẹ nói cái gì bạn hiểu rồi. Và bây giờ bạn nhìn vào một cái văn bản, bạn ấy muốn biết rằng là người ta nói cái gì thì bạn phải học cách đọc to lên và bạn sẽ tự nghe. Bạn đọc to bạn nghe được và bạn hiểu được nghĩa. Chúng ta là những người học tiếng Anh như một ngoại ngữ thì nó lại khác hoàn toàn. Chúng ta đọc to lên được đôi khi chúng ta cũng chẳng hiểu nghĩa, bởi chúng ta cũng chẳng biết cái từ đấy là gì hết. Thì cái việc đọc to ấy nó hơi vô nghĩa. Chúng ta đánh vần tiếng Anh để làm gì? Nếu chỉ để thỏa mãn cái việc tôi nhìn thấy từ đấy tôi biết cách đọc, tôi biết nó là âm này, âm này, âm này, tôi đọc nó đúng, cũng tốt thôi. Nhưng mà nó là hơi đi ngược với bản chất của phát âm. Bản chất của phát âm là gì? Là các bạn sẽ nghe, các bạn cảm nhận âm và các bạn đọc sao cho nó đúng. Được chưa nhỉ? Cho nên ý, là cái việc học phát âm á, nó phải liền với cả cái phần nghe. Cái cách học thú vị và hiệu quả nhất đó là gì? Các bạn nghe, các bạn cảm nhận âm và các bạn nói được cho nó đúng.
bạn vẫn đọc cái từ này là automatic, không đúng, automatic, bởi vì các bạn làm sai âm a, các bạn vẫn đọc là automatic, bởi vì các bạn cứ nghĩ rằng là đây là âm này, là âm này, là âm 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 a âm e gì đó, các bạn cũng không cần quan tâm đúng không? Cho nên kể cả các bạn xác định đúng trong âm nhờ quy tắc, các bạn đọc từ chưa chắc đã đúng, các bạn vẫn đọc là automatic, ví dụ như vậy vẫn là sai. Cái quan trọng là mình chỉnh lại cái cách nói để mà người khác nghe và hiểu mình, bởi vì rốt cuộc bản chất của phát âm là gì, là để phục vụ cho hoạt động nghe và cái việc mình nói ra người khác có hiểu mình hay không, chứ không phải là để giúp mình đọc một đoạn văn to lên. Bằng tiếng Anh nó chỉ có khoảng 2 đến 3.000 từ để các bạn nắm được, các bạn giao tiếp và thông dụng được rồi, thì tại sao chúng ta không cọ sát nhiều hơn để có thể nắm vững được và biết cách phát âm những cái từ đó. Muốn có cái mục 2.000 từ vựng tiếng Anh căn bản, các bạn có thể vào trong đó tham khảo những cái từ đó phát âm như thế nào nhé. Đấy, rất là hữu hiệu đúng không? Và mình hy vọng là sau cái video này không còn ai hỏi mình là làm thế nào để đánh vần tiếng Anh. Mình không phản đối việc các bạn học đánh vần tiếng Anh nếu các bạn cho rằng đấy là một cái việc hữu ích. Đó là cái quan niệm và cách học của từng người. Nhưng theo mình và theo kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình thì học đánh vần tiếng Anh thật sự là không có nhiều ý nghĩa đối với trường hợp như chúng ta hiện nay học tiếng Anh, với một ngôn ngữ như một ngoại ngữ. Thứ hai nữa là nó rất là khó nhớ, bởi vì ngôn ngữ luôn luôn có ngoại lệ. Chúng ta học để nghe được, để nói được tiếng Anh thì đánh vần sẽ không hữu hiệu gì trong vấn đề hết. À, muốn chúc các bạn hiểu được bản chất của vấn đề, và nếu các bạn có câu hỏi gì thì đừng quên comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và chúc các bạn học giỏi tiếng Anh. Bye bye.